Kính thưa quý khán giả, trong những ngày vừa qua, chúng tôi đã giới thiệu đến quý khán giả loạt phim tài liệu mang tiêu đề Nhìn lại cuộc chiến Việt Nam trong giai đoạn 1965 đến năm 1975 để tưởng niệm tháng Tư Đen. Và trong chương trình hôm nay, kính mời khán giả xem đoạn phim tài liệu ghi nhận những sự kiện lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa trong tháng 4 năm 1975. Thưa quý khán giả, vào thượng tuần tháng 4 năm 1975, trong khi lực lượng Việt Nam Cộng Hòa đang tự chiến với 4 sư đoàn công quân tại Xuân Lộc, tỉnh Long Khánh, thì Đại tướng Trần Thiện Khiêm đệ đơn xin từ chức Thủ tướng. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã bổ nhiệm Chủ tịch Hạ viện là ông Nguyễn Bá Cảnh, lập chính phủ mới. Sau đây, kính mời khán giả xem đoạn phim tài liệu về lễ trình diện của tân nội các Việt Nam Cộng Hòa. Thưa khán giả, vào hạ tuần tháng 4 năm 1975, trong lúc tình hình chiến sự tại miền Đông Nam Phần đang sôi động và tân nội các của chính phủ đang đối mặt với muôn vàn khó khăn, thì Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố từ chức. Sự việc này đã khiến cho quân dân miền Nam tự do bàng hoàng và lo lắng cho số phận của đất nước đang lâm nguy. Người dân nhớ lại hình ảnh lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa nhiệm kỳ 1 của Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu vào ngày 31 tháng 10 năm 1967, mà đoạn phim tài liệu sau đây đã ghi lại về ngày trọng đại này. Trưa ngày 31 tháng 10 năm 1967, tại thủ đô Sài Gòn, bên ngoài trụ sở Quốc hội Việt Nam Cộng Hòa, Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia, đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, nhiệm kỳ 1967 đến năm 1971. It also takes a militant line, offering no concessions to the communists. Later, three Viet Cong mortars explode outside the palace, but the guests, including Vice President Humphrey, are not injured. Thưa quý khán giả, sau gần 9 năm lãnh đạo đất nước qua hai chức vụ Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia và Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, thì vào tối ngày 21 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố từ chức. Sau đây là một trích đoạn về sự kiện này. Công trên cái gì của một đại dịch.
sở dĩ tôi từ chức hôm nay là bởi vì hôm nay ở bên Hoa Kỳ quốc hội đưa cái vấn đề viện trợ ra mổ xẻ. Tôi nghĩ rằng cái hành động tôi từ chức hôm nay biết đâu ngày mai từ cái chỗ nó lên 300 nó lên tới 722 hay là lên 1 tỷ mất luôn. Rồi tới tất cầu hàng không chở xe tăng đại pháo tử còn không còn thì qua đây viện trợ. Tôi hy vọng như vậy. Để coi thử còn ở Hoa Kỳ khởi đầu. Tôi cũng hy vọng rằng trong cái lúc mà tình thế quân sự căng thẳng tại quân khu 3, quân khu 4, ông Thiệu đi rồi và ông Tuấn nữa thì biết đâu còn 3-4 ngày, còn 1 tuần cái chuyện nó có thể làm được. Nếu như tôi để ngày mai ngày mốt mà tôi mới từ chức mà Cộng sản khởi sự tấn công thì em cũng có thể chúng đó nó nói giờ kể quá là ngắm bảo Huy Kỳ và hậu Huy Kỳ cũng viện trợ 350 nên trả phải xong chứ. Này kẹo quá, cũng nói nổi 350 cũng trở lên 722 rồi. Không sớm hơn, mà không trễ hơn. Bởi vì tôi nghĩ rằng cái thời gian tính mà hôm nay đã thay đổi cuộc diễn được quân sự cũng phải chiến trường. Thưa khán giả, quý khán giả đang xem chương trình tưởng niệm Thắng Tư Đen với tiêu đề Nhìn lại cuộc chiến Việt Nam giai đoạn 1965 đến năm 1975. Theo các phân tích gia và quan sát viên quốc tế, sau hiệp định đình chiến ký vào ngày 27 tháng Giêng năm 1973, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã bị áp lực rất lớn từ Hoa Kỳ. Trước khi hiệp định này được ký kết mà nội dung rất bất lợi cho Việt Nam Cộng Hòa, ông đã báo động cho quốc dân về tình hình đất nước trong cuộc chiến đấu sống còn. Thì cái điều mà hôm nay tôi muốn kêu gọi đồng bào với anh chị em là không có cái gì mà mình phải hoang mang, mà trái lại mình phải chuẩn bị sẵn sàng, phải củng cố hàng ngũ, dân quân phải chặt chẽ, từ cái biện pháp quân sự lẫn cái biện pháp an ninh lẫn cái biện pháp bình định lãnh thổ, những cái vấn đề làm cho ổn cố hậu phương, từ cái chuyện lớn mà về thực thi cái luật pháp cho đến cái vấn đề mà bề ngoài, cũng như là cái vấn đề cờ xí biểu ngữ sơn đồ này kia, thì thằng Cộng sản nó làm được là mình phải làm được hơn nó, chứ không có thể nào mà mình để cho nó nghĩa là thao túng cái miền Nam này được. Thưa quý khán giả, sau khi hiệp định đình chiến Ba Lê được ký kết vào ngày 27 tháng Giêng năm 1973, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu đã đến thăm nhiều địa phương để tìm hiểu về dân tình. Sau đây là đoạn phim tài liệu về chuyến kinh lý của ông tại tỉnh Quảng Ngãi, miền Trung tháng 4 năm 1973. Ủa chứ vô lột rửa. Ở nhà trong. Tại có ghe đó, thưa thượng hả? Đi bằng ghe hả? Không. Sao vừa nuôi ăn bạc kìa? À vậy hả? Bây giờ tại sao cháu? Pourquoi êtes-vous venu jusqu'ici? Je viens ici exprès pour applaudir le président. Chắc về để lấy cứu cho. Sa Win, petit port du centre Vietnam. Occupé par les communistes au moment du cessez-le-feu, le village a été libéré par les fusiliers marins après du dur combat. Quel pourcentage de dégâts? Dans les 70%. Il faudrait donner dans les 30 000 piastres par tête. Où était votre compagnie l'autre jour? À Đức Phổ. Quels sont les effectifs restants? Dans ma compagnie, 7 personnes. Que désire la population? C'est de reconstruire et il compte beaucoup sur l'aide du président. Quel est le désir réel de chaque habitant? De tôles et de l'argent. Parce que toutes les maisons ont été détruites par les bombardements communistes. Combien de maisons détruites? 95% à 100%. Hả? Mùa này cứ trở về đánh cá được không? Dạ, trở về đánh cá được.
Il y a eu peu de victimes dans cette population de pêcheurs qui avait tout entière pris la mer et a attendu au large l'issue de la bataille. Maintenant, que désirent nos compatriotes ? Nous demandons d'être habillés, nourris et que la situation redevienne ce qu'elle était auparavant. Pour commencer, je vous donne des tôles pour vos maisons et du riz pour vous nourrir. Il faut travailler avec acharnement et compter sur vous-même. Et je vous promets d'assurer votre sécurité.